Trước đó, sau khi nhận được đơn tố cáo của người dân, về việc có một số đối tượng đến đào cây giáng hương cổ thụ có độ tuổi khoảng trên 100 năm ra khỏi rừng phòng hộ dầu tiếng, Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Tây Ninh đã tiến hành điều tra và xác định cây giáng hương bị trộm là cây rừng tự nhiên nằm tại Lô H, khoảng 20, tiểu khu 59. Ngày 6 tháng 8 năm 2018, ông Nguyễn Văn Năm là chủ hộ nhận khoán trồng rừng tại khu đất lâm nghiệp của cây giáng hương nói trên, đã làm đơn xin khai thác cây giáng hương này để tận dụng gỗ làm nhà cửa, vật dụng gia đình ngày 7 tháng 8 năm 2018, Ban Quản lý Khu rừng phòng hộ dầu tiếng cử cán bộ đã đến kiểm tra, lập bản kê lâm sản khai thác. Lợi dụng giấy tờ khởi trên, đối tượng nhanh chóng thuê người, thuê xe cẩu, công khai đào cây cổ thụ, cho xe cẩu cây đưa ra khỏi rừng đem đi bán. Theo hồ sơ được các ngành chức năng xác định ban đầu, cây gián hương thuộc nhóm 2A, thực vật rừng nguy cấp quý hiếm, có chiều cao gần 8 m đường kính gốc khoảng 1,178 m đường kính bộ rễ khoảng 2 m trọng lượng 5.140 kg. Sau khi vụ việc xảy ra, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo các ngành chức năng ráo riết điều tra, truy tìm tung tích cây gián hương bị trộm, đồng thời củng cố hồ sơ đưa các đối tượng vi phạm ra xử lý trước pháp luật.